bộ mặt thật của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS. Trong nhiều năm qua, dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền, tổ chức phản động có tên Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu đã thực hiện nhiều chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng tổ chức các diễn đàn trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội và phát đi những bài viết xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Cùng với đó, thu thập tài liệu, thông tin để vận động các nước, cơ chế nhân quyền quốc tế can thiệp gây sức ép với Việt Tân, khích lệ, hậu thuẫn số đối tượng chống đối trong nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Gần đây, BPSOS lại tung ra bài viết trên mạng xã hội với nhan đề Ikhunie Isi Eban, phúc trình của Liên Hợp Quốc về trả thù nhắm đến Việt Nam. Những luận điệu mà BPSOS tung ra trong bài viết này là bản phúc trình tháng 8 năm 2024 nói về việc hăm dọa và trả thù nói chung với những người hoạt động vì quyền người thiểu số, người bản địa và những người không phải công dân, bao gồm các nhà bảo vệ nhân quyền, luật sư và nhà báo. Đặc biệt, BPSOS nhai đi nhai lại luận điệu chính phủ Việt Nam từ trước tới nay cương quyết phủ nhận khái niệm người bản địa vì đi kèm với nó là quyền người bản địa, đặc biệt về đất đai. Đây là luận điệu bịa đặt hoang đường nhằm bôi đen sự thật và công kích nhà nước Việt Nam. Cần thấy rõ rằng, trong thời gian gần đây, các phần tử dân tộc cực đoan, nhất là một số tổ chức cá nhân đang sống lưu vong ở nước ngoài như BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, đã lợi dụng bản tuyên ngôn quyền của người bản địa, giáo diết vận động đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta, trong đó đồng bào Khmer, đòi quyền tự quyết và cho rằng đó là những quyền đã được Liên Hợp Quốc tuyên bố. Chúng xúi dục người dân đòi tự do lập hội, ra báo độc lập, thành lập giáo hội Phật giáo riêng của mình, cổ suý cho những kẻ mang tư tưởng dân tộc cực đoan, chống phá chính quyền, kêu gào biện minh cho những kẻ này khi chúng bị sa lưới pháp luật. Chúng còn trắng trợn đòi nhiều quyền tự trị khác. Tất cả những điều chúng kêu gọi đều là hành động vi phạm pháp luật nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội, chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước đi tới phá vỡ sự toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Ở Việt Nam, trước khi thực dân Pháp xâm lược, tất cả các dân tộc đều đã cùng nhau khai sơn, phá thạch, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu để xây dựng và giữ gìn mảnh đất này. Có thể nói, 54 dân tộc hiện đang sống trên tổ quốc Việt Nam đều đã chôn nhau, cắt rốn, sinh sống trên mảnh đất này ngay từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Họ đang ở cả Bắc, Trung Nam, ở cả Đồng Bằng, Trung Du, miền núi. Cũng theo lập luận của các phần tử dân tộc cực đoan, thì tất cả 54 dân tộc đều có quyền tự trị, có lãnh địa, thiết chế chính trị và có văn hóa, tổ chức tôn giáo riêng. Thử hỏi, nếu những đòi hỏi này được đáp ứng, thì liệu dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam có còn nữa hay không? Như vậy, khái niệm người bản địa chỉ mới ra đời ở Việt Nam từ khi Việt Nam trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân và nó chỉ tồn tại với chế độ đó. Khái niệm này khác với khái niệm dân tộc thiểu số, thường được dùng để phân biệt các dân tộc với dân tộc Kinh. Ngày nay, khi nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập, đất nước đã thống nhất, nhà nước Việt Nam là nhà nước của tất cả các dân tộc, thì khái niệm quyền công dân là quyền của tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt họ là dân tộc thiểu số hay đa số. Đó là một sự thật lịch sử không ai có thể bác bỏ được. Cần nói thêm rằng, nhờ có đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ sau cách mạng tháng 8 thành công đến nay, nhiều dân tộc thiểu số, có dân tộc rất nhỏ, chưa từng được phát hiện, đời sống hết sức khó khăn, đã được chính quyền và quân đội giúp đỡ về mọi mặt. Ngày nay, đồng bào đã có cuộc sống ổn định, no đủ, trong đó có đồng bào Rục, Cờ Ho. Cũng cần lưu ý rằng, người ta không thể tìm thấy một khái niệm người bản địa được mọi người thừa nhận, đơn giản vì đó là một thuật ngữ xã hội chính trị. Cho đến nay, nhiều từ điển, nhiều tổ chức, kể cả Liên Hợp Quốc đã đưa ra những quan niệm khác nhau, thậm chí là mâu thuẫn nhau về khái niệm này. Mặt khác, trong phạm vi quyền tài phán, một nhà nước, một chính phủ hoàn toàn có quyền thừa nhận hoặc phủ nhận một nhóm, một bộ phận cư dân, một dân tộc, sắc tộc nào đó là người bản địa, nếu điều đó phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc đó. Chính vì tất cả những điều trên, chúng ta khẳng định rằng quyền của người bản địa và khái niệm người bản địa không tồn tại ở Việt Nam. Có lẽ cũng cần phải biết thêm về Nguyễn Đình Thắng và cái tổ chức ma quỷ mang tên BPSOS để thấy được tại sao nó ra giả chống phá Việt Nam và đã chống phá như thế nào. Năm 1980 tại Mỹ, Phan Lạc Tiếp, quốc tịch Mỹ, nguyên sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Nguyễn Hữu Sương, quốc tịch Mỹ, đã đứng ra thành lập Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS với mục đích giúp đỡ người Việt tị nạn tại Mỹ.
Đến năm 1990, hai người này đã chuyển giao cho Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Mỹ, tiếp tục điều hành. Sau khi tiếp nhận BPSOS, Nguyễn Đình Thắng đã hướng lái hoạt động của tổ chức này ngày càng đi sâu vào các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và trở thành một tổ chức phản động lưu vong, chống phá quyết liệt ở cả trong và ngoài nước, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia Việt Nam. Nhiều năm qua, dưới danh nghĩa tư vấn hỗ trợ tị nạn cho những người xuất cảnh trái phép, Nguyễn Đình Thắng và BPSOS đã dùng đủ mọi chiêu trò, lừa phỉnh, tự tô vẽ cho mình như một tổ chức nhân đạo có tầm ảnh hưởng lớn, tác động được cả giới chức Mỹ và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để đưa họ định cư tại Hoa Kỳ hay các nước phương Tây. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời hứa hẹn viển vông. Thực tế, hàng ngàn người Việt Nam xuất cảnh trái phép đang bị bỏ mặc, sống chui lủi, đói khổ trong các trại tị nạn ở nước ngoài. Ngoài ra, tận dụng sự hỗ trợ của một số chính khách nước ngoài và các tổ chức phương Tây thiếu thiện chí với Việt Nam để tham gia một số diễn đàn quốc tế, Nguyễn Đình Thắng thường xuyên có những phát biểu xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, phát động các chiến dịch như thỉnh nguyện thư, người Mỹ gốc Việt đòi tài sản, thu thập thông tin, xây dựng báo cáo, tập hợp hàng trăm hồ sơ về các vụ việc mà chúng cho là vi phạm nhân quyền tại Việt Nam để tuyên truyền vu cáo Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Đình Thắng cấu kết với những tổ chức phản động, chống phá, tuyển lựa những người gốc Việt, các đối tượng tị nạn ở nước ngoài có tư tưởng chống đối, bất mãn chế độ và dùng số này như những nhân chứng sống để tiếp cận giới chức phương Tây. Dù những thông tin này hoàn toàn thiếu căn cứ do chúng tự xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, vận động chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế can thiệp gây áp lực với Việt Nam. Tại Việt Nam, Nguyễn Đình Thắng và đồng bọn đã xây dựng các kế hoạch hoạt động với mưu đồ chuyển hóa nền dân chủ Việt Nam theo mô hình phương Tây. Chúng đề ra mục tiêu sẽ lôi kéo, tập hợp lực lượng trong nước, hình thành các hội nhóm xã hội dân sự với đa dạng thành phần dân tộc, tôn giáo, công nhân, công chức, trí thức, tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam nhằm chuyển hóa thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức khủng bố Việt Tân, cung cấp tài chính cho số đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, cấu kết với quỹ người thượng do Ksokok cầm đầu, kích động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia xin tị nạn tại Mỹ. Hoạt động của chúng nhằm mục đích kích động nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên. Có thể thấy, Nguyễn Đình Thắng và BPSOS núp bóng danh nghĩa một tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục đích từ thiện, trợ giúp người tị nạn. Song thực chất, BPSOS là một tổ chức phản động lưu vong, luôn tìm cách phá hoại sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Hãy hiểu rõ bản chất và bộ mặt thật của BPSOS để từ đó đề cao cảnh giác trước những hoạt động của nó nhé, mọi người.